túc Cola 55 VGF đời 2007. Thì đây chính là con Doosan mà đời 2007 các bạn ạ. Thì hôm nay tiếp tục sẽ test thử con 2007 này. Thì lần trước thì con bên kia là con DX55MT phiên bản đời 2009, bản full option. Đây là con này, con Doosan đời 2007 đây các bạn này. Con này thì cũng đầy đủ là có tháo lắp nhanh này. Nó cũng giống như con DX thôi, mỗi tội khác là đời nó sâu đời hơn và nó không có đẹp như đời cao, thì đúng không? Đời này là đời những cái đời đầu mà, thì nó sẽ không có đẹp, nhìn ngoại hình nó không được ngon như dòng DX. Nên DX rồi thì tất cả cái gì nó cũng ngon và đẹp hơn. Đây là một cái dòng khi mà mình sử dụng là mua dân dùng rồi thì mình có thể sử dụng một máy cũng ok. Đấy, đời 2007 này cũng rất là bền và làm ngon lành này. Đây, test thử này, chống cao này. Đây, chống cao nhập xích này. Chống cao lên. Đấy, mình đang thử đây, chống cao lên. Đó, test thử con đời 2007, đây con này phiên bản 2007. Chống cao lên. Đây. Năm cục gale tì và một gale đỡ trên. Đây, động cơ con này thì khác hẳn so với con DX 2009 các bạn nhé. Động cơ thì về nguyên bản thì nó cũng tương tự như thế. Mức độ thiết kế lòng gió là rất khác nhau. Trước bị bục tiêu nên là vừa mới rửa nước thôi, đang chảy rất là ướt. Bản 2007 đấy. Đấy, bác Tài bác đang test thử các kiểu ga to, ga nhỏ và ga trung bình, kiểm tra xích chân cẳng rồi cần áp này. Đấy. Thank you.
rất là đẹp rồi. Như vậy thì bác Tài bác đã test thử xong con này. Thì bây giờ sẽ là xem một quyết định cuối cùng các bạn ạ. Vậy thì video của mình ngày hôm nay thì phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube nhận nhiều video mới. Chào hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.